Xin chào các bạn nhỏ, đây là bạn Sương Rồng và bạn Sương Rồng đang cần tìm những bông hoa chứa những con số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trang trí bạn Sương Rồng bằng những bông hoa và những con số nhé. Nhấn like và subscribe để đăng ký kênh. Chúng ta có, đây là số 1. Số 1, chúng ta sẽ cùng cắm số 1 vào trên thân bạn Sương Rồng nào. 1. Tiếp theo chúng ta có, đây là số 5. Số 5, chúng ta sẽ cắm. Tiếp theo chúng ta có, đây là số mấy? Đây là số 7. Số 7. Đây là số mấy? Đây là số 2. Số 2. Đây là số mấy? Đây là số 8. Số 8. Đây là số mấy? Đây là số 10. Số 10. À, đây là một bông hoa. Đây là bông hoa màu xanh dương. Đây là số mấy? Đây là số 6. Số 6. Và chúng ta sẽ chuyển sang hướng bên này. Đây là một bông hoa màu vàng. Màu vàng. Đây là một bông hoa màu tím. Màu tím. Đây là số mấy? Đây là số 3. Số 3. Đây là số mấy? Đây là số 9. Số 9. Và đây là số mấy vậy? Đây là số 4. Số 4. Vậy là chúng ta đã gắn xong tất cả các bông hoa trên thân bạn Sương Rồng rồi nè. Các bé thấy có đẹp không nào?